Ôi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Lam mình nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ lên tranh thủ báo giá các dòng xe hiện đang có ở cửa hàng xe máy Phương Lam cho anh em mình cùng tham khảo anh em nhá. Trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin chúc cho anh em có một ngày mới sức khỏe, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn cho cuộc sống nhá. Đó thì đợt này nói chung là kinh tế ở đâu cũng vậy thôi, nó rất là khó khăn. Nên cửa hàng mình có đang giảm giá một số vài dòng xe cực mạnh đó, cho anh em mình tham khảo đây anh em này, rất là nhiều. Cửa hàng mình thì nằm ngay ngã tư Bình Chuẩn anh em nhá. Đó, số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, anh em cần mua bán gì cứ liên hệ qua hai số điện thoại này giúp mình: 0977 355 248, Zalo là 038 552 4849 nhá. Anh em cần coi xe gì thì cứ lên kênh của mình coi. Đó, ủng hộ mình, bơm xe máy vít có dấu dùm mình. Cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe gắn máy luôn nha anh em. Có hỗ trợ anh em trả góp, thủ tục cực kỳ đơn giản thôi. Anh em chỉ cần mỗi căn cước công dân không lợ xấu là anh em có thể góp xe bên mình được rồi. Anh em nào mà ở xa không tới được cửa hàng xem xe thì anh em có thể cọc cho mình một phần tiền. Đó, mình nhận cọc cái mình sẽ ship xe đến tận nơi anh em nhé, 63 tỉnh thành phố. Đó, đợt này mình về một số vài dòng xe có hó anh em. Atila 2,5 triệu này, máy siêu êm bị êm luôn này. Đấy. Đó, vào chạy luôn này anh em. 2,5 triệu. Còi đèn đề, xi nhan, dàn áo không bể vỡ. Đó, 2,5 triệu. Sirius này. Đó, Sirius giá chỉ có 11 triệu, 2,15, máy zin zin nguyên co. Đó. Dàn áo zin, máy móc zin, 2,15. GD này anh em này. Su GD 110. Xe mới chạy được có mấy ngàn cây này, xe như mới anh em. 110 phân khối, một trong những dòng xe siêu bền bỉ anh em nhá. Bền siêu bền luôn. Giá con này mình để cho anh em chỉ có 24 triệu thôi, 27. Lifan CG anh em này. Lifan CG. À đâu? Honda CG, xin lỗi anh em. Honda CG bản 125, xe của 2022. Odo 7000, xe đồng hồ chuẩn luôn anh em nhá. Odo được 7000 cái số này. Con này thì đăng ký biển Tây Linh rồi. Giá để anh em chỉ có 35 triệu thôi này. Đó, 35 triệu. G-Pix Center Diamond Geneman bản 200 phân khối, xe của 2019, đăng ký biển Bình Thuận anh em nhá. Giá để anh em con xe này 45 triệu này. Đó, nhiều lắm anh em. Đây anh em này, FZ bản 150. Bản này là bản lốc đồng anh em nhá. Con này có lên cho anh em hai cái ốp bực này, cả chống đổ đèn trợ sáng. Đó, mặt lạ. 2717, giá để anh em 31 triệu. Legend G-Pix T-Win bản 250cc, xe nhập Thái anh em nhá. Đó, 2021, xe chạy 6000, xe lướt anh em nhá. Giá để anh em 58 triệu thôi. Center Diamond nữa anh em này. Đó, 2018, đăng ký về biển số thành phố rồi, đang ủy quyền anh em nhá. Con này giá để anh em 40 triệu này. Solowin bản 110 phân khối anh em. Đó, hàng siêu độc lạ anh em nhá. Xe của 2015, đăng ký biển 81 Gia Lai. Giá để anh em chỉ có 23 triệu thôi. Makla Honda bản 50cc, xe Honda nhá, nhập nguyên chiếc luôn anh em. 2017, đăng ký biển 73 rồi. Giá để anh em con xe này 85 triệu. Một cặp Vespa anh em này, một đèn vuông và một đèn tròn. Đèn vuông là xe của 2014 anh em nhá. FI sang full, hệ thống thắng đĩa trước sau, chưa có ABS nha anh em. Đăng ký về biển số Bình Dương rồi, 61. Giá để anh em chỉ có 31 triệu thôi, 31 triệu. Vespa mẫu đèn vuông anh em này, đó, cũng đăng ký biển Bình Dương luôn, xe của 2014. Con này thì giá để anh em chỉ có 28 triệu thôi. 28 triệu đồng. Còn rất là nhiều anh em này. Đó, một mẫu xe cổ hai thì nha anh em. Để mình nổ máy anh em này. Phantom. Xe Honda anh em nhá, nhập nguyên chiếc luôn đây. Đó, đây mình nổ máy thử anh em này. Để cả tuần không nổ mà giờ rất dép là nổ luôn nha anh em.
chạy xăng pha nhớt anh em nhá. Hai thì 150, trang bị két nước, lên kính chắn gió sẵn rồi. Con này thì mình sẽ để cho anh em cái mức giá là 105 triệu đồng. Đăng ký về biển số thành phố rồi anh em nhá. Xe siêu VIP luôn. Attila. Xe này là xe của 24 FI xăng full rồi nha anh em. Đăng ký biển thành phố luôn này. Giá để anh em chỉ có 9 triệu này. 9 triệu đồng. Vespa. Xe của 2013 đi anh em. Đó, mẫu đèn tròn FI xăng full rồi anh em, 2011. Con này giá để anh em 12 triệu này. AB 125 bản 3D keo bọc nguyên con 2017 anh em nhá. Giá để anh em 25 triệu này. LVX bản 2018, bản này bản ABS anh em nhá. Chống bó thắng, chống trơn trượt đây. Xe của đăng ký biển Tiền Giang rồi. Giá để anh em chỉ có 22 triệu thôi. AB này 209 FI rồi anh em nhá. Đó. Dàn áo không bể vỡ gì đâu. Đi tiết kiệm nhiên liệu nha. Giá để anh em 15 triệu đăng ký biển thành phố. Basic, xe của 2016, 125 phân khối anh em nhá. Đó. Sơn cho anh em một dàn áo màu xanh nhám này, khá là đẹp này. Đăng ký biển thành phố, giá để anh em 30 triệu. Mới về một con Duke Dup 200 anh em, KTM này. Đó, đăng ký biển số Đắk Lắk 47. Xe nói chung là bao zin cho anh em từ A đến Z luôn. Đó. 250cc anh em nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. KTM. Con này thì mình sẽ để cho anh em cái mức giá là chỉ có 55 triệu thôi anh em nhá. 55 triệu. Suzuki GSX bản S 150, xe 2018. Con này giá để anh em 28 triệu rồi này. Bản R anh em, Suzuki luôn, GSX bản R 150, 2018 đăng ký biển thành phố, giá để anh em 35 triệu. Trong quá trình quay nhé, anh em nào mà ưng con nào rồi mà muốn xem chi tiết lại một lần nữa thì anh em cứ chụp ảnh màn hình lại xong bắt đầu gửi qua số Zalo giúp cho mình. Gửi qua đó sẽ có nhân viên gửi hình ảnh video đầy đủ làm lỗ cho anh em từng chiếc một, anh em mình tham khảo anh em nhé. Polix, sau một thời gian để cho một ông anh ở dưới An Giang, một người em, xong rồi chạy một thời gian trải nghiệm thì lại quay đầu lại. 125 Polix đó, đăng ký biển Long An 62 nhá. Con này giá mình để cho anh em cực kỳ mềm thôi, 19 triệu đồng. Basic anh em này, đó, xe của 2012 này, 125, đăng ký biển Bình Dương nhá. Đó, màu vàng đồng khá là đẹp. Con này giá mình để cho anh em chỉ có 24 triệu thôi. R15 V2 bản 150, xe của 2016, đăng ký biển Đắk Lông rồi. Con này giá để anh em 27 triệu này. Kangoo 250, đó, xe của 2018, đăng ký về biển số thành phố rồi nhá. Giá để anh em 27 triệu này. Duke nó này anh em, Đức 200, đó, 2013, đăng ký biển thành phố nhá. Đó, giá để anh em 33 triệu thôi này. R15 V3 bản 150, xe của 2019. Đó, lên cho anh em một màu sơn rẹp son cực kỳ đẹp luôn. Con này giá để anh em 37 triệu thôi này. Bentley 302, đó, bản hai máy anh em nhá. Đó, hai dung hai slang. Phụ option down này, hai đi trước một đi sau. Đăng ký biển thành phố, xe của 2018, lên chống đổ rồi nhá, lên đèn trợ sáng rồi. Giá để anh em chỉ có 47 triệu thôi này. FZ bản 150, xe phiên bản Mobista, xe của 2016, đăng ký về biển số Đồng Tháp rồi, 66 anh em nhá, 150. Con này giá để anh em chỉ có 28 triệu thôi nhá, 28 triệu. Cúp tôm bản 206, đăng ký biển Nha Trang, đó, bản liên doanh anh em nhá, lên cảng chống đổ rồi, đó. Còi đèn đề mọi chức năng hoạt động tốt hết, giá để anh em chỉ có 23 triệu. Rebel này anh em này, 125. Đó, bản xe 211. Con này đăng ký về biển Bến Tre rồi. Lên cho anh em đèn trợ sáng cảng chống đổ này. Đó, bản 3 đĩa nhá, hai trước một sau. Giá để anh em chỉ có 35 triệu đồng thôi. FZ xe của 2019 anh em, 150. Con này đăng ký biển thành phố, xe ô tô được có mấy ngàn cây số anh em. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn nhá.
đang ủy quyền với tên mình rồi. Thùng mọng ghế tựa lưng đầy đủ hết, giá để anh em 69 triệu. Rebel bản 150 đó, Bell hoặc Lay đây, 2021 này anh em đó, 150, đăng ký biển Tây Linh rồi, 70 đó, lên tựa lưng chống đổ đầy đủ hết rồi nhá. Con này giá để anh em chỉ có 45 triệu. Một chiếc Lifan bản 125 phân khối anh em đó, nguyên bản dòng này nó không có thùng đâu, con này thì được chủ cũ lên cho anh em một cặp thùng, một cái ghế tựa lưng rồi đó, gương kính đầy đủ theo xe hết, xe ô tô đồng hồ chuẩn 6.300 cây, giá để anh em 27 triệu đồng. Đó, mới về thêm được một chiếc R15V3 anh em này đó, xe nguyên bản anh em nhé, xe mới chạy được 7.000 như mới, len ken speng luôn đó, gương kính đầy đủ đi theo xe anh em nhé, xe của 2021 đó, con này đăng ký biển số Đồng Tháp 66 rồi, giá để anh em chỉ có 38 triệu đồng thôi anh em, 38 triệu. SH Ý đây anh em này, 150 đó, xe này là xe của 2007 anh em, 2007 FI xăng full rồi nhá, đăng ký về biển số Bình Phước rồi, 93 đó, FI xăng full đi tiết kiệm nhiên liệu, giá để anh em chỉ có 45 triệu thôi nhá. Honda Street 400 đó, bản của này là bản 1993, đăng ký về biển số Bình Thuận rồi, 86. Con này thì mình để cho anh em giá chỉ có 95 triệu này. Đó, 95 triệu. Way Aplex. Xe mới chạy 500 cây này nha. Xe như len ken speng luôn. Đây, đồng hồ ô tô này. 534 cây số. Con này thì mình để cho anh em giá rẻ hơn mua xe mới được chục triệu. Đó, giá để anh em chỉ có 16 triệu thôi. Đó, còn rất là nhiều các dòng xe anh em nhá. Đó, anh em cần mua bán xe gì thì anh em cứ bình luận phía dưới giúp cho mình. Đó, hoặc là để số điện thoại nhá. Đó, hôm nay mình chỉ quay cho anh em một số xe đến đây thôi. Đó, anh em cần mua bán xe gì anh em cứ liên hệ qua hai số điện thoại giúp cho mình nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.